Sáng nay, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với đoàn công tác doanh nghiệp Nhật Bản về tìm hiểu cơ hội đầu tư trong lĩnh vực y tế tại thành phố Đà Nẵng. Tại buổi làm việc, các cơ quan hữu quan của thành phố Đà Nẵng đã cung cấp cho Tập đoàn Y tế Phúc Lợi Heise Nhật Bản, Công ty trách nhiệm hữu hạn Mechan, Công ty Metric và Công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Thành Đạt những thông tin về môi trường và cơ hội đầu tư vào thành phố cũng như quy định pháp luật có liên quan để triển khai hoạt động đầu tư trong lĩnh vực y tế tại Đà Nẵng, đồng thời giới thiệu một số vị trí khu đất phù hợp với việc triển khai các dự án y tế để các doanh nghiệp Nhật Bản tham khảo tìm hiểu. Tập đoàn Y tế Phúc Lợi Heise Nhật Bản có hơn 40 năm hoạt động, đến nay Heise có 90 bệnh viện và viện dưỡng lão. Tập đoàn mong muốn được đầu tư vào lĩnh vực y tế tại Đà Nẵng. Theo thông tin ban đầu, trước mắt tập đoàn có thể triển khai một phòng khám chất lượng cao tại Đà Nẵng và tiến tới xây dựng một bệnh viện theo tiêu chuẩn Nhật Bản tại Đà Nẵng. Sau buổi làm việc, đoàn công tác đi tham quan bệnh viện Đà Nẵng và các vị trí khu đất được giới thiệu nghiên cứu để đầu tư dự án bệnh viện quốc tế và viện dưỡng lão.